quyết chiến, làm hết sức, chiến hết mình. Gắn kết, sẻ chia, ô thế. Về vị thế thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đang có một vị thế tốt so với đối thủ khi chúng tôi là văn phòng lâu đời nhất Hà Nội. Chúng tôi có truyền thống MVP lâu năm, nhiều kinh nghiệm và đã tạo nên rất nhiều đại sứ MVP cho công ty IA Việt Nam. Một chiến lược thông minh của các tướng lĩnh sẽ giúp xoay chuyển tình thế. Tôi đang tận dụng lợi thế đó là gồm có rất nhiều các MVP lâu năm, nhiều kinh nghiệm và họ đang dẫn dắt, dìu dắt các MVP trẻ trung, năng động và chúng tôi đang tạo nên một tổng thể vững mạnh. Đó là kết hợp gồm có cả kinh nghiệm và sức trẻ. Yếu tố quan trọng nhất để tôi trở thành MVP đó là luôn đồng hành và cam kết gắn bó với khách hàng, với chính công việc của mình, tin và sự đoàn kết với tinh thần quyết tâm cao. Để giành lấy chiến thắng, hãy cố gắng không ngừng nghỉ vì mục tiêu MDRT đang rất gần. GAM khẳng định vị thế dẫn đầu. Hãy cùng chờ đón sự bùng nổ của chúng tôi.